Lộ diện quỹ đầu tư khủng gia nhập thị trường Việt, Mayland vừa lọt vào mắt xanh của quỹ Alamat Capital đến từ Singapore. Quỹ được ví như nhà chiến lược, giúp xây dựng các kế hoạch phù hợp và hiệu quả cho doanh nghiệp. Trong quá trình phát triển hệ sinh thái Proptech và thu hút nguồn vốn đầu tư, công ty cổ phần tập đoàn Mayland, một trong những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tiên phong chuyển đổi số ngành bất động sản đang có nhiều lợi thế, triển vọng khi vừa lọt vào mắt xanh của quỹ Alamat Capital đến từ Singapore. Theo thông tin từ Almas Capital, thời gian tới, quỹ này sẽ tham gia đầu tư tại thị trường Proptech Việt. Quỹ có trụ sở tại Singapore cùng hệ thống văn phòng tại nhiều quốc gia trên thế giới như Philippines, Việt Nam. Quỹ được ví như nhà chiến lược giúp xây dựng các kế hoạch phù hợp và hiệu quả cho doanh nghiệp từ việc tìm kiếm đối tác kinh doanh, thành lập liên doanh đến hoạch định thâm nhập thị trường mới. Mạng lưới đối tác của Almas Capital bao gồm nhiều quỹ đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm, các tập đoàn đa quốc gia trên khắp thế giới. Không chỉ có thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư, Almaz Capital còn có nhiều ưu thế trong tư vấn và nghiên cứu. Quỹ có nhiều nguồn thông tin và hệ thống chuyên gia cao cấp ở hầu hết các nước giúp hoạch định giải pháp phù hợp để phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Almaz Capital cũng có nền tảng vững chắc về ngân hàng, dịch vụ tài chính, fintech, thanh toán, saas, thương mại điện tử, phát triển phần mềm, viễn thông, mediatech. Almaz Capital hướng tập trung phát triển và hợp tác dài hạn quỹ luôn tìm kiếm những đối tác ở nhiều ngành trên nghề khác nhau, nhưng phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí đầu tư khắt khe như có lịch sử tăng trưởng liên tục, lợi thế cạnh tranh bền vững, nhận dạng thương hiệu mạnh mẽ, tiềm năng tăng trưởng lớn, có chiến lược thoái vốn cho nhà đầu tư. Alermat Capital đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường đầu tư thế giới thông qua những thương vụ thành công ở nhiều lĩnh vực như công nghệ và tài chính TAP, 4 Gips, Nook, Reaper, năng lượng và môi trường Decycle, công nghiệp sản xuất Kizer Pro. Hầu hết các đối tác của Alamat Capital sau hợp tác đều đạt được những thành tựu lớn trong quá trình cơ cấu lại nguồn vốn và hoạt động doanh nghiệp cũng như gia tăng mức độ thu hút vốn ngoại. Wire là một đối tác lớn của Alamat Capital trong mảng giải pháp bất động sản. Đây là một tập đoàn đeo a hoạt động tại Manila, Philippines. Thông qua nỗ lực hợp tác giữa hai bên, Wire đạt sự tăng trưởng ổn định về lợi nhuận và doanh thu. Wire cũng tạo ra sức hút đáng kể ở Philippines với hệ thống khách hàng rộng lớn bao gồm nhiều nhà phát triển bất động sản có tiếng như DMCI, Century Property, Double Dragon, Revolution Precrafted. Đồng thời, quỹ ở thành công khi được rót vốn bởi quỹ đầu tư đến từ Silicon Valley 500 Global và mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần Manila. Quỹ quan tâm Startup Mayland giải quyết được những vấn đề gì? Ông Mark Forsyth, Giám đốc điều hành Alamart Capital nhấn mạnh khi tìm hiểu về thị trường PropTech Việt Nam. Mayland là cái tên gây được sự chú ý lớn đối với các chuyên gia thẩm định đầu tư của Almart Capital. Chúng tôi đánh giá Mayland là một startup có nhiều lợi thế trong ngành như tốc độ tăng trưởng nhanh, vị thế thị trường hấp dẫn, mức độ cạnh tranh cao hứa hẹn sẽ là đối tác tiềm năng của Almart Capital. Với nhiều lợi thế sẵn có của Mayland, chúng tôi tin tưởng rằng startup này có đủ năng lực để đồng hành với Almart Capital trong tương lai nhằm khai thác, tận dụng triệt để những thế mạnh sẵn có của thị trường bất động sản Việt. Đồng thời, gia tăng giá trị, lợi nhuận cho cả hai bên. Hợp lực với Mayland, giữ vai trò mở đường cho hàng loạt các thương vụ sắp tới của chúng tôi tại Việt Nam và mở ra nhiều triển vọng hợp tác lâu dài, đại diện Almaty Capital chia sẻ. Về phía Mayland, ông Hoàng Mai Trung chủ tịch hội đồng quản trị đánh giá, tiếp nhận đầu tư từ Almaty Capital sẽ giúp Mayland khơi thông cơ cấu và thu hút nhiều vốn hơn từ các quỹ ngoại. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều hơn các quỹ đầu tư vào Mayland trong thời gian tới với tầm nhìn trở thành tập đoàn kinh doanh đa quốc gia, đưa những sản phẩm make in Việt Nam, vươn tầm thế giới thì việc thu hút và nhận nguồn vốn rót từ nước ngoài là việc làm tất yếu nằm trong chiến lược đã được vạch ra trước đó. Cũng theo ông Trung, Mayland là một doanh nghiệp khoa học, công nghệ trẻ. Sau 4 năm hình thành và phát triển, Mayland không ngừng hoàn thiện, nâng cao hiệu suất của các ứng dụng trên nền tảng công nghệ, cải tiến phương thức kinh doanh, tối ưu hóa hoạt động tài chính song song với việc chuẩn hóa quy trình vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Thời gian qua, Mayland tập trung phát triển các sản phẩm trong hệ sinh thái công nghệ, tài chính bất động sản, mâyland Những sản phẩm công nghệ này được đánh giá có tính đột phá, chuyên biệt, mang lại nhiều giá trị lớn như tăng tính thanh khoản, khai thác tối đa công năng sử dụng bất động sản, góp phần khẳng định trí tuệ Việt thương hiệu Việt. Hệ sinh thái này đã ứng dụng thành công những công nghệ mới nhất như Big Data, AI, VR, AR, 360, IoT. Một số sản phẩm đã ra mắt và được thị trường đón nhận như Maymap nền tảng bản đồ tra cứu quy hoạch mới nhất, MCAM, ứng dụng quản lý nhu cầu khách hàng dành riêng cho nhà môi giới bất động sản, MayAd cổng kết nối chạy quảng cáo tự động đa nền tảng dành cho bất động sản, MayPet nền tảng xây dựng landing page chuyên biệt cho bất động sản. MayLand cũng là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu khi giành được nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực công nghệ như Sao Khuê, Việt Nam Digital Award, Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam. Bản tin được cập nhật từ báo điện tử VTV News. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.